Oppo Smartphone, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Như vậy, biệt đội vui nhộn đã trải qua hai phần thi, đó chính là ca hát và nhảy múa. Và chúng ta hãy xem, ở tài năng đặc biệt, các thành viên của đội vui nhộn đã rèn luyện như thế nào. Chào con. Chú nghe nói là con có một khả năng vô cùng đặc biệt, là khiến người đối diện không thể nhịn cười được. Thì nãy giờ chú Thanh Bạch là chú ít cười nhất. Đó. Nên bây giờ nè, chú thỉnh cầu con luôn đi, là làm cách nào để cho chú Thanh Bạch nở nụ cười trên môi. Chú Thanh Bạch nè. Chú Thanh Bạch đây. Con ơi, cái bài trống cơm này con tập mấy ngày? Tập mấy ngày rồi? 10 ngày rồi. Con hồi nãy á, con diễn á, con có quên chỗ nào không hay con làm tốt? Làm tốt. Rồi. Bây giờ nè, con có trong thang điểm nè, từ 7 nè, 8, 9, 10. Con muốn mình được mấy điểm? 10 điểm. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ chú nè, có một cái trò chơi nho nhỏ cho con nha. Là chú trong đây nè, chú có một cái món đồ vật, nó giống như là cái trống cơm của con vậy đó. Bây giờ là con chỉ việc là con nhìn đồ vật này và cho ba vị giám khảo kia cũng như là tất cả khán giả đây biết đó là đồ vật gì và dùng để làm gì. Con hiểu chưa? Sẵn sàng chưa? Đập tay cái lên. Yeah. Rồi đây nè, đứng đây nè. À, chuẩn bị nha. Hồi hộp. Ba la. Cái gì vậy? Con nghĩ cái này là cái gì con? Cái đậu để đậu nước trà uống. Con thấy cái đồ này ở đâu rồi? Anh đâu có thấy đâu rồi. Con thấy sao biết? Sao con biết này là bình đựng nước trà nè? Ai chỉ? Mẹ chỉ. Mẹ đâu?
Mẹ đâu mất tiêu rồi, mẹ chị ở đâu, mẹ ở đâu? Mẹ dưới sân khấu. Chú hỏi con câu hỏi này, con trả lời đúng hay nè. Bây giờ nha, mình bỏ trà là bỏ ở đây hay là mình bỏ dưới đây? Đổ chồng. Hả? Đổ chồng ấy. Đổ chồng. Đổ chồng. Bây giờ cái đó khó quá. Câu hỏi này nè Hoàng, Hoàng ơi cô nói này nghe nè. Bây giờ cái đó là cái bình đổ nước trà phải không? Vậy bây giờ mình muốn uống thì mình lấy cái bình đó mình đổ ra cái gì để mình uống nè? Đổ ra cái gì? Đúng rồi. Yeah. À, bây giờ nè, câu hỏi này nữa, câu hỏi cuối cùng nè, ngoài lề nè. Con có sợ ba cái vị giám khảo ngồi trên kia không? Có sợ ai, sợ ai là sợ ai nhất? Con không có sợ. Vậy là tốt rồi đó. Đó, tuyệt vời, đúng rồi. Vậy con thích ai nhất? Con thích cô Cẩm Ly. Vậy mà không chạy lên đâu. Con nhớ là cô Cẩm Ly hả? Cô Ly không có thích ôm, thích cắn thôi à. Cho cắn thì cô mới lên. Con ơi, con đừng kéo quần cao quá con. Cô Ly sắp lên hôn rồi đó, sắp lên cắn rồi đó. Thôi, thôi bây giờ tập trung vào chuyên môn ha. À, Hoàng ơi, bữa nay không biết là con là sao mà con có cảm giác như là con lên nó con không có được thoải mái lắm. Bữa nay con không có vui hả? Có vui không? Vui. Vui mà sao hôm nay lên không có thấy vui nhiều. Cho nên là con không có được sung, hiểu không? Con không có được sung lắm, cô cảm giác như vậy. Con diễn thì rất là dễ thương. Cô ghiền nhất cái chỗ nè. Ô con măng, ô mê liềm diêm, chớp, 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 chớp. Con măng, ô mê liềm diêm, chớp, chớp, chớp. Đó, động tác. Còn động tác đi sánh tay. Động tác này hả? Chú Huy làm được không? Đây nè. Không có không? Hoàng, con không làm động tác đi Hoàng. Cái này là động tác gì vậy Hoàng? Cái này không phải là lắc vai không nha, mà cái phần đây nó cũng... Cái này là lắc cái gì vậy Hoàng? Mình đang lắc cái gì? Làm lại con, làm lại, làm lại, làm lại. Thấy chưa, nó lắc cả cái phần bụng luôn. Hôm nay thì cái tiết mục của con á là giống như cô nói là cô không có thấy con có vẻ như không được sung vui lắm. Nhưng phần trả lời ứng xử rất là dễ thương, rất là rồi, hay. Rồi chú Bạch và chú Huy cũng như là cô Cẩm Ly chưa bao giờ thấy tiết mục trống cơm mà một người diễn cái bài trống cơm lại dễ thương đến như vậy. Ha. Trời ơi, cúi chào lắm kìa. Hôm nay ngoan dễ sợ. Còn chú Huy, không thì chú John Huy cũng vậy, là thấy cái bài của con rất là dễ thương, nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay không có thấy con vui giống lần đầu tiên. Vui hả? Có mệt không, là có đói không? Có đói bụng không? Không, thiếu năng lượng. Không có tỏ ra được. Nè nè, bây giờ con nhìn chú Thanh Bạch chiều mến nè. Chú Thanh Mạch là chú cho con điểm đầu tiên nè. Bây giờ con nhìn chú nè. Và số điểm từ vị giám khảo Thanh Mạch là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 rưỡi, 9. 9 điểm. Bây giờ đến được cô Cẩm Ly nè. Bây giờ con có làm động tác gì để lấy lòng cô Cẩm Ly không? Chết cô Ly chưa? Không, yêu là yêu đó, yêu là yêu chết đi được, nhưng mà nào phải đúng nấy. Nè chị nghe cô Cẩm Ly nói chuyện kìa. Chút nữa cô sẽ cắn lại con sao ha, nhưng mà cái nào là phải ra cái đó nha, bữa sau phải cố gắng hơn nha con. Cho con 8,5 điểm. À, còn chú giám khảo cuối cùng á, cô nhìn thấy mặt chú có dữ không? Đây, bây giờ là giám khảo John Huy Trần với số điểm là thì đúng Minh Hoàng, con rất là dễ thương, rất là đáng yêu, nhưng mà lần sau con lên cái sân khấu này thì chú John Huy cần con làm cái gì nổi bật hơn nha, vui hơn nha. Dạ. 7,5 điểm. Rồi nè Minh Hoàng, mời con đi đi theo chú ở đây. Đi sắn quần thấy ghét ghê chưa nè. Bây giờ con nhìn lên cái bảng đó, thành thành đó là sẽ hiện lên con số là điểm số còn là 8,3 điểm. Đây, giờ mời con nha, vô gặp đội trưởng của mình nha. Đó, xuống lên. Đó. Quá. Bên ngoài giỏi quá con.
bình chọn cho biệt đội Vui Nhộn bằng cách soạn tin nhắn NHTH khoảng cách VN gửi 7339. Trong đó VN là chữ cái viết tắt của biệt đội Vui Nhộn. Bình chọn cho biệt đội Tí Hon bằng cách soạn tin nhắn NHTH khoảng cách TH gửi 7339. Trong đó TH là chữ cái viết tắt của biệt đội Tí Hon. Bình chọn cho biệt đội Khổng Lồ bằng cách soạn tin nhắn NHTH khoảng cách KL gửi 7339. Trong đó KL là chữ cái viết tắt của biệt đội Khổng Lồ. Hả? Cái gì kêu vậy? Hả? Điện thoại ông bơ của tôi đó. Dùng để làm gì? Đây là điện thoại ông bơ thần kỳ, dùng để nói chuyện với các bạn nhỏ của chương trình đều chúng mình chưa biết đó. Là sao? Tức là từ bây giờ, mỗi tập phim tụi mình sẽ được trò chuyện trực tiếp với các bạn khán giả của chương trình đó. Wow! À, có điện thoại. Và trên sân khấu này chúng ta sẽ chào đón lại sự xuất hiện của cả ba đội chơi ngày hôm nay. Đó chính là biệt đội Khổng Lồ, biệt đội Tí Hon và biệt đội Vui Nhộn. Và xin cảm ơn tất cả các con đã có những màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Và bây giờ là lúc các con nhìn lại tổng số điểm của đội mình. Xin mời. Và số điểm của biệt đội Khổng Lồ là 25,2 điểm, biệt đội Tí Hon là 24,3 điểm và biệt đội Vui Nhộn là 23,3 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lại điểm số của cả 6 đội chơi trong 2 tuần. Biệt đội Khổng Lồ 25,2, biệt đội Siêu Quậy 25,1, biệt đội Tí Hon 24,3, biệt đội Tinh Nghịch 23,3, biệt đội Vui Nhộn 23,3 và biệt đội Đáng Yêu 23,1 điểm. Xin chúc mừng cả 6 đội. Như vậy là một đêm thi gây cứng đã khép lại và chúng ta tạm thời biết được số điểm của 6 đội sau 2 tuần chơi. Và tuần sau sẽ hứa hẹn còn nhiều điều bất ngờ và thú vị hơn nữa. Hãy nhớ đón xem Người Hùng Tí Hon vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Người Hùng Tí Hon do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu điện thoại Oppo Smartphone. Và bây giờ, Ngô Kiến Huy xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời bộ ba quyền lực ban giám khảo. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cuộc tranh tài đỉnh cao của ba biệt đội đang dẫn đầu: biệt đội Siêu Quậy, biệt đội Khổng Lồ và biệt đội Tí Hon. Đỉnh, gạch mũi tên một cái, quá đỉnh. Những giọng hát ngọt ngào, những bước nhảy điêu luyện, cùng những tài năng đặc biệt được mong chờ nhất. Sẽ mang đến một đêm trình diễn đầy bất ngờ và thú vị. Đón xem tập tiếp theo phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 28 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Phát lại vào lúc 11 giờ 50 phút Chủ nhật ngày 29 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Người Hùng Tí Hon nè, Người Hùng Tí Hon nè.
Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.